Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nguy cơ làn sóng vỡ nợ tại Trung Quốc sẽ kéo theo nhiều nước trên thế giới bị phá sản theo, trong đó có Cộng sản Việt Nam. Nửa đầu năm, quy mô số vụ vỡ nợ trái phiếu diễn ra tại Trung Quốc đã lên tới hơn 55 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 8 tỷ đô la Mỹ. Các công ty Trung Quốc đang đối mặt với thử thách thực sự sau nhiều năm vay nợ. Từ năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chiến dịch giảm đòn bẩy để kiềm chế rủi ro trên thị trường tài chính. Nó đã khiến hoạt động cho vay phi chính phủ chính thức đi xuống. Nhiều quy định chặt chẽ hơn về quản lý tài sản cũng được áp dụng. Việc này khiến nhiều công ty khó huy động thêm vốn, gây ra hàng loạt vụ vỡ nợ trái phiếu năm 2018. Nửa đầu năm nay, tình hình có vẻ đang lắng xuống khi chính phủ Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiếu hụt thanh khoản. Tuy nhiên, trên thực tế, rủi ro vỡ nợ lại đang lên cao, một phần do tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đây được xem là đánh giá vấn đề rất lớn. Với nguy cơ ngày càng trầm trọng, nửa đầu năm, quy mô số vụ vỡ nợ trái phiếu diễn ra tại Trung Quốc là hơn 55 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 8 tỷ USD. Trong đó có 20 vụ là lần đầu tiên, con số cả năm ngoái là 122 tỷ nhân dân tệ, gấp hơn 4 lần năm 2017. Các công ty tư nhân chiếm hơn 90% số vụ vỡ nợ năm ngoái. Tình hình này năm nay cũng tương tự. Nguyên nhân được đánh giá chủ yếu là thiếu hụt thanh khoản. Nhà đầu tư và các ngân hàng vốn chuộng cho vay doanh nghiệp nhà nước, họ thường lưỡng lự đổ tiền cho doanh nghiệp tư nhân với quy mô nhỏ hơn. Bên cạnh đó, vì chính phủ Trung Quốc đột ngột tiếp quản ngân hàng Bao Sang hồi tháng 5 cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư lo ngại rủi ro. Một nguyên nhân khác là tăng trưởng của Trung Quốc đang mất đà. Các công ty yếu kém được dự báo sắp trải qua các đợt đói vốn với áp lực trả nợ ngày càng gia tăng. Trong đợt cao điểm trước, các công ty vỡ nợ nhiều nhất thuộc những ngành dư thừa công suất như than hay thép. Lần này quy mô ảnh hưởng rộng hơn, hãng dầu mỏ CEFC Shanghai International Group và hãng khai thác than Vinthamn Energy là những cái tên vỡ nợ lớn nhất năm 2018. Theo số liệu của Bloomberg, năm nay tập đoàn đa ngành China Minsheng Investment Group cũng đang chịu sức ép từ núi nợ 34 tỷ đô la Mỹ. Các công ty Trung Quốc đã tích lũy nợ trong ít nhất một thập kỷ nhằm đối phó khủng hoảng tài chính toàn cầu. Việc này đã giúp chống đỡ kinh tế Trung Quốc nhưng cũng khiến họ phải trả giá. Tỷ lệ nợ doanh nghiệp trên GDP tăng vọt lên kỷ lục 160% cuối năm 2017 từ 101% cách đây 10 năm. Năm 2016, giới chức Trung Quốc cam kết kiềm chế nợ doanh nghiệp quá mức và hạn chế đòn bẩy trên thị trường tài chính nhằm giảm rủi ro cho nền kinh tế. Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chỉ đạo về việc vay và quản lý tiền với mục tiêu kiềm chế hệ thống ngân hàng ngầm quy mô tới 10.000 tỷ đô la của nước này. Khi rủi ro vỡ nợ tăng cao, nhà đầu tư tiềm năng vào Trung Quốc đang phải đánh giá lại kế hoạch. Họ cũng ngày càng nghi ngờ chất lượng. Báo cáo tài chính của công ty Trung Quốc Candy Sin Competitors Material Group, một hãng sản xuất giấy nhựa ép Giang Tô, Trung Quốc, gần đây bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phát hiện khai man 11,9 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận giai đoạn 2015-2018. Từ tháng 7 năm 2018, giới chức Trung Quốc đã bơm thêm thanh khoản vào thị trường tài chính thông qua các biện pháp như hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Họ đã bơm thêm tiền mặt cho các ngân hàng và đề nghị tăng việc vay cho các công ty nhỏ để giải quyết cú sốc thanh khoản sau vụ quốc hữu hóa ngân hàng. Giới chức tài chính Trung Quốc thúc giục các nhà băng và công ty môi giới lớn hỗ trợ thanh khoản cho doanh nghiệp nhỏ hơn trong ngành vì họ là những người mua chính trái phiếu của doanh nghiệp. Theo quy trình hiện tại, các công ty gặp vấn đề sẽ có tối đa 9 tháng từ khi tòa chấp nhận đơn xin tái cấu trúc phá sản để nộp lên kế hoạch cải tổ được
tất cả các bên đồng ý. Nếu không làm được, họ sẽ bị tuyên bố phá sản và bắt đầu thanh lý tài sản. Trên thực tế, quá trình này có thể dài hơn. Nhiều người tỏ ra lo ngại với sự can thiệp sâu của chính phủ Trung Quốc vào quá trình tái cấu trúc và sự lưỡng lự của các ngân hàng bên trong việc làm theo kế hoạch được tòa án giám sát do họ không muốn chịu lỗ. Nhà đầu tư ngoại cũng bị hạn chế quyền thực thi với một số tài sản công. Trung Cộng không có dấu hiệu từ bỏ chủ quyền trên hòn đảo nhân tạo, không hề từ bỏ nguồn tài nguyên dồi dào trong vùng Biển Đông mà 1,4 tỷ nhân khẩu đang há miệng chờ, cho dù họ bị thiệt hại nặng nề trong thương chiến với Mỹ. Riêng con đường tơ lụa sẽ khựng lại và trở thành sự đầu tư hoang phí, từ đó vị thế của Tập Cận Bình sẽ bị lung lay và sẽ không trở thành vua tàu suốt đời như ông ta từng mong ước. Có quan điểm cho rằng cuộc thương chiến Mỹ-Tàu đã trở thành một quá trình không có mục tiêu rõ ràng, thiếu chiến lược cụ thể và không có điểm kết. Nhìn trên bình diện toàn cầu, ông Ken Oland, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Tàu nhận xét, nó diễn ra giữa lúc diện mạo kinh tế toàn cầu đang xấu đi, nó khiến những bất ổn và tồn tại càng trở nên không chắc chắn hơn. Thượng nghị sĩ Grantham, tiểu bang South Carolina, tuyên bố, trong lúc đối đầu kinh tế, nhà nông và người tiêu thụ có bị thiệt thòi về tài chính, nhưng chúng ta thà chấp nhận đối đầu với Trung Cộng hôm nay còn hơn là để bị thiệt hại về sau. Trước thềm hội nghị G7 ở Paris, Pháp, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cảnh báo căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và châu Âu có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cảnh báo về hậu quả lan rộng từ các tranh chấp thương mại và kêu gọi các nước thảo luận một số hình thức giảm leo thang. Phó Thủ tướng Trung Cộng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tập Cận Bình, đã dịu giọng với Mỹ, nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán để không làm leo thang xung đột thương mại với Washington. Nhưng theo chuyên gia kinh tế tài chính Milton RT hôm 26 tháng 8 dự báo rằng Trung Cộng sẽ tháo chạy toàn diện trên lĩnh vực kinh tế và tài chính trên toàn cầu. Theo ông, họ tháo chạy không từ những đảo nhân tạo trên Biển Đông mà tháo chạy trên mặt kinh tế và tài chính. Mới hôm qua đây thôi, người Tàu vẫn xem họ là vương quốc trung tâm. Hôm nay, Trung Quốc thực sự đình đốn, không có dấu hiệu ngừng lại. Họ cắt giảm những hợp đồng xây dựng và giảm thiểu thu mua tài sản ở nước ngoài. Đó là hậu quả cuộc thương chiến Mỹ-Tàu. Cho dù ngày mai Mỹ và Trung Cộng có ký hiệp ước thương mại, các nước Tàu cũng không thể lấy lại được động lực cũ. Nhân viên Bộ Tài chính Tàu không hề ngạc nhiên họ đưa ra hình ảnh cuộc suy thoái nhẹ nhàng, nhưng những nguồn tin riêng cho biết sự suy thoái không hề êm ả. Theo Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hoa Kỳ theo dõi đầu tư tàu trên thế giới CGIT, trong nửa đầu năm 2019, đầu tư trên mọi lĩnh vực chỉ còn ở mức 27,5 tỷ, chỉ bằng phân nửa số đầu tư trong nửa năm 2018, mức thấp nhất tính từ năm 2008 và chỉ bằng 1/4 của nửa năm 2017. Ước tính đầu tư ngoài năm nay sẽ thấp hơn rất nhiều so với bắt đầu từ năm 2008. Hợp đồng xây dựng tại các nước nghèo trong chương trình Nhất Đới Nhất Lộ cũng đen tối. Tàu rõ ràng không còn thu hút như những thập kỷ trước. Hai nguyên nhân khiến nước Tàu suy thoái, một là gia tăng sự chống đối của những quốc gia mà Tàu đầu tư, đặc biệt là những quốc gia đã phát triển. Hoa Kỳ là điển hình chống lại việc đánh cắp kỹ thuật, xem xét lại những hợp đồng mua bán kỹ thuật và những nguồn vốn chảy vào Hoa Kỳ. Phòng Thương mại châu Âu cũng cảnh giác về các nguồn vốn từ Tàu. Những nghi ngờ lo lắng này tập trung chú trọng vào những công ty quốc doanh của Tàu. Quan trọng hơn là Tàu Cộng đang thiếu ngoại tệ mạnh, cho dù Bắc Kinh cố gắng nâng đồng nhân dân tệ thành đồng tiền quốc tế dưới 2% tiền quan được thanh toán trên thế giới và cũng ít được dùng trong mậu dịch quốc tế. Thương chiến với Hoa Kỳ làm giảm nguồn ngoại hối của Bắc Kinh. Tàu Cộng đoán trước những khó khăn đó nên từ năm 2017, họ đã giới hạn sử dụng ngoại hối trước khi Tòa Bạch Ốc áp thuế.
Lần suy thoái nghiêm trọng bắt đầu từ cuối năm 2018 khi Mỹ áp thuế suất 10% lên hàng hóa của tàu công. Để bảo đảm nguồn ngoại hối, tàu tích trữ một lượng lớn, nhưng lãnh đạo tài chính ngạc nhiên trước sự thâm hụt nhanh chóng của ngoại hối, sụt giảm khoảng 25% từ con số 4.000 tỷ họ tích lũy được từ năm 2014, chỉ còn 3.000 tỷ trong nửa cuối năm 2019. Trong tình hình đầu tư đình đốn, Bắc Mỹ đầu tư vào tàu khoảng 17% và đã chững lại, rõ ràng là do hậu quả thương chiến. Đồng thời, tàu cộng cũng giảm đầu tư vào châu Âu, trong đó có Anh và Thụy Sĩ là hai địa chỉ nổi bật. Úc và Singapore, nơi có 10% đầu tư từ tàu, cũng bị đình trệ. Dù có ký kết hiệp ước thương mại với Mỹ hay không, tàu vẫn dùng nguồn tài chính còn lại đầu tư vào các nước kém phát triển trong hai công việc. Một là công tác xây dựng, không phải đầu tư, xây dựng tạo việc làm cho công nhân tàu và đòi hỏi ít vốn ngoại tệ mạnh. Đồng thời, tàu thâu được lợi nhuận trong các công trình này. Thứ hai, Bắc Kinh đã chi rõ công trình nhất đới nhất lộ là công trình chính trị ưu tiên để kết nối tàu với châu Âu và các nước Trung Đông cho hoạt động thương mại của họ. Tiền đầu tư cho nhất đới nhất lộ sẽ được lợi nhuận chính trị hơn. Tàu sẽ khoe khoang kỹ thuật xây dựng của họ hơn cả Mỹ và đang thay thế kỹ thuật Mỹ. Họ sẽ thực hiện hơn 3/5 công trình này xây dựng, trong đó có 3/4 số tiền dành cho công trình năng lượng và giao thông. Cho dù Mỹ và tàu cộng có ký hiệp ước thương mại trong những ngày tới hay không, những phương án này vẫn tồn tại. Tàu gắng sức lấy lại số ngoại tệ mạnh đã bị thâm hụt. Nhưng nếu vậy, sự nghi ngờ về chương trình và việc thực hiện đề án do các công ty quốc doanh tàu chủ quản vẫn tiếp diễn dù có thương ước hay không, và nguyện vọng chính trị vẫn bắt buộc tàu phải thực hiện con đường tơ lụa. Theo nhận xét của cá nhân tôi, Trung Cộng không có dấu hiệu từ bỏ chủ quyền trên những hòn đảo nhân tạo, không hề từ bỏ nguồn tài nguyên dồi dào trong vùng Biển Đông mà 1,4 tỷ nhân khẩu đang há miệng chờ, cho dù họ bị thiệt hại nặng nề trong thương chiến với Mỹ. Riêng con đường tơ lụa sẽ khựng lại và trở thành sự đầu tư hoang phí. Từ đó vị thế của Tập Cận Bình sẽ bị lung lay và sẽ không trở thành vua tàu suốt đời như ông ta mong muốn. Để trao đổi thương mại được công bằng hơn, để vùng Biển Đông được yên ổn hơn, thế giới cần Tổng thống Donald Trump hơn bao giờ hết, dù ông không phải là người hoàn hảo. Chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Hãy chia sẻ bài viết để cho nhiều người tiếp cận hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.